Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Devisuka. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Devi Suka cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Vitamin C, Inositol, Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B9, Biotin. Vitamin B12. Dạng bào chế. Dạng viên sủi. Công dụng. Bổ sung vitamin cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Chỉ định. Người có nhu cầu bổ sung vitamin do chế độ dinh dưỡng không đủ. Người có sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, người đang dưỡng bệnh có nhu cầu tăng cường sức khỏe. Cách dùng. Dùng đường uống. Hòa tan một viên trong 150 đến 300 ml nước đun sôi để nguội chờ viên sủi tan hết sau đó uống. Liều dùng. Ngày uống 1 đến 2 viên. Chống chỉ định. Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo bác sĩ. Nhà sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược mỹ phẩm Winpharma. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Devisuka, đồng thời biết cách sử dụng Devisuka sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham